Thiên 58. Hỡi các con trai loài người, các ngươi thực sự nói lên lẽ công chính sao? Các ngươi phán xét công minh sao? Không, lòng các ngươi mưu toan điều gian ác, tay các ngươi thi hành sự bạo ngược trong xứ. Kẻ ác lầm lạc từ trong tử cung, mới lọt lòng đã sai phạm gió gian. Chúng có nọc độc như nọc rắn, chúng giống như rắn hổ mang giả điếc bịt tai, chẳng chịu nghe tiếng của thầy bùa, mặc dù thầy có tài dụ rắn đến đâu. Lạy Giê-hô-va, xin bẻ răng trong miệng chúng. Lạy Đức Giê-hô-va, xin bẻ nanh các sư tử tơ. Nguyện chúng tan ra như nước chảy khi chúng dương cung, nguyện cho mũi tên chúng bị cùn. Nguyện chúng như con ốc sên tiêu mòn đi, như thai bị sảy của người phụ nữ không hề thấy mặt trời, như gai bị đốt trong lò thế nào thì Ngài sẽ dùng trận gió quét sạch chúng đi, bất kể chúng còn xanh hay bị cháy. Người công chính sẽ vui khi thấy sự báo thù, họ sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác. Người ta sẽ nói rằng chắc chắn có phần thưởng cho người công chính. Thật, Đức Chúa Trời đang phán xét trên đất. Mác đoạn 8. Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân tụ họp và họ không có gì để ăn. Nên Đức Chúa Giê-xu gọi các môn đồ đến và bảo: Ta cảm thương đoàn dân này vì họ đã ở với ta 3 ngày và bây giờ không có gì ăn cả. Nếu ta để họ bụng đói ra về, chắc họ sẽ xỉu dọc đường vì trong họ có một số người từ những nơi xa đến. Môn đồ thưa rằng: Giữa nơi hoang mạc này làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn? Ngài hỏi: Các con có bao nhiêu bánh? Họ thưa: Có 7 cái. Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất, lấy 7 cái bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Các môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giê-xu tạ ơn rồi cũng truyền đem phân phát như vậy. Ai nấy đều ăn no nê và họ thu lại được 7 giỏ đầy những mẫu bánh thừa. Số người ăn khoảng chừng 4.000 người. Đức Chúa Giê-xu cho dân chúng về, còn Ngài lập tức xuống thuyền cùng các môn đồ đi sang vùng Đa-ma-nu-tha. Có mấy người Pha-ri-si đến và tranh luận với Ngài. Họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài. Đức Chúa Giê-xu thở than trong lòng rằng: Tại sao thế hệ này lại tìm kiếm dấu lạ? Thật, ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có một dấu lạ nào được ban cho thế hệ này cả. Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia. Các môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền họ chỉ có một cái bánh thôi. Ngài nhắc nhở họ: Hãy thận trọng và đề phòng men của người Pha-ri-si và men của đảng Hê-rốt. Các môn đồ bàn luận với nhau: Chắc tại chúng ta không có bánh. Biết điều đó, Đức Chúa Giê-xu nói: Sao các con lại bàn luận với nhau về việc các con không có bánh? Các con vẫn còn chưa biết, chưa hiểu sao? Lòng các con vẫn cứng cỏi sao? Sao các con có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Các con không nhớ sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa? Họ thưa: 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các con thu được bao nhiêu giỏ đầy bánh thừa? Họ thưa: 7 giỏ. Ngài phán: Các con vẫn còn chưa hiểu sao? Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào anh. Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt và đặt tay trên anh, rồi hỏi: Con có thấy gì không? Người mù ngước mắt lên rồi thưa: Con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối đang di chuyển. Đức Chúa Giê-xu lại đặt tay trên mắt anh. Anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh thấy rõ mọi vật. Đức Chúa Giê-xu cho anh về và dặn: Đừng trở vào trong làng. Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ đi khỏi đó, vào các làng gần thành Cesare Philip. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đồ rằng: Thiên hạ nói ta là ai? Họ thưa: Người thì nói thầy là Giăng Báp Tít, người thì nói là Ê-li, người khác thì nói là một trong các nhà tiên tri. Ngài hỏi: Còn các con thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ.
Đức Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ không được nói về Ngài với ai cả. Bây giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng con người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết và sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói rõ ràng việc này với các môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu quay lại nhìn các môn đồ và quở trách Phi-e-rơ. Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc loài người. Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta và tin lành mà mất mạng sống thì sẽ cứu được mạng sống mình. Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và đạo ta giữa thế hệ gian dâm tội lỗi này, thì con người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài cùng với các thiên sứ thánh ngự đến trong vinh quang của cha Ngài. 2 Các Vua đoạn 18. Năm thứ 3 đời trị vì của Ô-xê con Ê-la vua Israel, thì Ê-xê-chia con A-cha vua Giu-đa lên làm vua. Khi lên ngai, vua được 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Abi, con gái của Sa-cha-ri. Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như David tổ phụ vua đã làm. Vua phá hủy các nơi cao, đập vỡ những trụ thờ, triệt hạ các tượng Asera và đập nát con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm. Vì cho đến lúc đó, dân Israel vẫn song hương cho nó. Người ta gọi nó là Nehutan. Ê-xê-chia tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến mức trong tất cả các vua Giu-đa trước hoặc sau vua chẳng có ai được như vua. Vua bám chặt Đức Giê-hô-va không rời khỏi Ngài, nhưng tuân giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mô-xê. Vì thế Đức Giê-hô-va ở với vua, bất cứ điều gì vua làm đều được thành công. Vua nổi lên chống lại vua Assyri, không thuần phục vua ấy nữa. Vua đánh bại người Philistine đến tận Gaza và vùng phụ cận, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố. Vào năm thứ 4 đời trị vì của Ê-xê-chia, nhằm năm thứ 7 đời trị vì của Ô-xê con Ê-la vua Israel, thì Sanmanasa vua Assyri tiến đánh Samari và bao vây thành. Sau 3 năm họ chiếm được thành. Vậy thành Samari bị thất thủ vào năm thứ 6 đời trị vì của Ê-xê-chia, tức là năm thứ 9 đời trị vì của Ô-xê vua Israel. Vua Assyri đem dân Israel đẩy qua Assyri, định cư họ tại Chala bên bờ sông Chabo thuộc vùng Josan và ở trong các thành Sismedi. Việc này xảy ra vì họ không vâng theo lời phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nhưng vi phạm giao ước Ngài. Họ không chịu nghe và cũng chẳng làm theo tất cả những gì Môi-se đệ tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Vào năm thứ 14 đời trị vì của Ê-xê-chia, Sanh-chê-ríp vua Assyri tiến đánh và chiếm các thành kiên cố của Giu-đa. Ê-xê-chia vua Giu-đa sai sứ đến La-ki nói với vua Assyri rằng: tôi có lỗi, xin Ngài lui binh khỏi nước tôi. Ngài đòi điều gì tôi xin chịu cả. Vua Assyri buộc Ê-xê-chia vua Giu-đa phải nạp 9.000 ký bạc và 900 ký vàng. Ê-xê-chia nạp cho vua ấy tất cả số bạc có trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong các kho tàng của cung vua. Bây giờ Ê-xê-chia phải gỡ vàng ở các cửa và cột đền thờ Đức Giê-hô-va mà chính vua đã cẩn vào, rồi đem nạp hết cho vua Assyri. Nhưng vua Assyri sai Tạc-tan, Rabsari và Rabsake đem theo một đạo quân hùng hậu từ La-ki đến Jerusalem gặp vua Ê-xê-chia. Chúng tiến lên Jerusalem. Khi tới nơi, chúng đến đứng tại cổng dẫn nước ao trên.
nằm trên đường cái dẫn đến cánh đồng thợ giặc. Chúng yêu cầu được gặp vua, nhưng quan quản lý cung điện là Eliakim, con của Hilkia, thư ký Sepna, và quan thái sử là Joa, con của Asaph, ra tiếp chúng. Rabsake nói với họ: hãy về nói lại với Ezechia rằng đại đế Assyri nói thế này: dựa vào đâu mà ngươi tự tin như thế? Ngươi tưởng rằng chỉ những lời nói suông có thể thay thế chiến lược và sức mạnh để chiến đấu sao? Vậy bây giờ ngươi dựa vào ai mà nổi lên chống lại ta? Này, ngươi đang nhờ cậy vào Ai Cập chứ gì? Nhưng Ai Cập chỉ như một cây sậy dập nát, và ai vịn vào nó ắt sẽ bị đâm thủng bàn tay. Tất cả những ai nhờ cậy Pharaon, vua Ai Cập, đều bị như thế. Có thể các ngươi sẽ nói với ta rằng: chúng tôi tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chẳng phải chính Ê-xê-chia đã phá hủy các nơi cao và bàn thờ trên đó, rồi truyền cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem phải thờ lại trước bàn thờ tại Giê-ru-sa-lem sao? Thế thì ngươi hãy đánh cuộc với chủ ta là vua A-si-ri. Ta sẽ cho ngươi 2.000 con ngựa nếu ngươi có thể tìm đủ kỵ binh để cưỡi. Ngay cả khi ngươi cậy vào Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh, liệu ngươi có thể đẩy lui được một tướng nhỏ nhất trong số các quan tướng của chủ ta không? Hơn nữa, chẳng phải là theo ý muốn của Đức Giê-hô-va mà ta tiến đánh để hủy diệt nơi này sao? Chính Đức Giê-hô-va đã phán với ta: hãy tiến đánh và hủy diệt xứ này. Eliakim, con của Hilkia, cùng với Sepna và Joa nói với Rabsake: xin nói với các đệ tớ ông bằng tiếng Aram, vì chúng tôi hiểu thứ tiếng ấy. Đừng nói với chúng tôi bằng tiếng Juda, kẻo dân ở trên tường thành nghe được. Nhưng Rabsake trả lời với họ: có phải chủ ta sai ta đến để chỉ nói các lời này với chủ ngươi và các ngươi thôi sao? Chẳng phải là để nói với những người đang ở trên vách thành kia, là những người cùng chung số phận với các ngươi, sẽ phải ăn phân và uống nước tiểu mình sao? Rồi Rabsake đứng dậy, nói lớn tiếng bằng tiếng Juda rằng: hãy lắng nghe lời của đại đế Assyri. Vua nói thế này: đừng để cho Ezechia lừa gạt các ngươi, vì hắn không thể nào giải cứu các ngươi khỏi tay ta được đâu. Cũng đừng để Ezechia dụ dỗ các ngươi tin cậy Đức Giê-hô-va khi nói rằng Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta, và không để cho thành này rơi vào tay của vua Assyri đâu. Đừng nghe theo Ezechia, vì vua Assyri nói thế này: hãy làm hòa với ta và ra đầu hàng ta, thì ai nấy trong các ngươi sẽ được ăn hoa quả trong vườn nho, vườn vả của mình và uống nước giếng mình, cho tới khi ta đến đem các ngươi vào trong một xứ giống như xứ của các ngươi, tức là xứ có ngũ cốc và rượu, bánh và vườn nho, một xứ có dầu ô liu và mật ong. Như thế các ngươi sẽ sống và không chết đâu. Vậy các ngươi đừng nghe Ê-xê-chia, vì hắn lừa dối các ngươi khi nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Có thần của dân tộc nào giải cứu được xứ mình khỏi tay vua A-si-ri chăng? Thần của Hamat và thần của Ác-bách ở đâu? Thần của Sê-phạt-va-im, thần của Hê-na và thần của Y-va ở đâu? Các thần đó có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Có thần nào trong tất cả thần của các nước đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta được chăng? Vậy liệu Đức Giê-hô-va có giải cứu Jerusalem khỏi tay ta được chăng? Nhưng dân chúng im lặng, không đáp lại một lời, vì vua đã ra lệnh: các ngươi đừng đáp lại hắn. Eliakim, con của Hilkia, quan quản lý cung điện, thư ký Sepna và quan thái sử Joa, con của Asaph, xé áo mình rồi trở về thuật lại cho vua Ê-xê-chia mọi lời của Rabsake. 2. Các vua, đoạn 19. Khi nghe tin ấy, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, mặc áo xô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua sai quan quản lý cung điện là Eliakim, thư ký Sepna và các thầy tế lễ cao niên mặc áo xô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con trai của Amos. Họ nói với ông: vua Ê-xê-chia nói thế này: hôm nay là ngày hoạn nạn,
quở phạt và ô nhục, như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông đã nghe tất cả những lời của Rabsake mà chủ hắn là vua Assyri đã sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông sẽ trừng phạt chúng về những lời Ngài đã nghe. Vì vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây. Khi các đệ tớ của vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai, thì Ê-sai nói với họ: các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế này: đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đệ tớ của vua Assyri xúc phạm đến ta. Này, ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó. Khi Rabsake trở về thì gặp vua Assyri đang đánh thành Libna, vì ông được tin vua đã rời khỏi Laki. Bây giờ vua Assyri được tin báo về Tiệt Haka vua Cút rằng: kìa, vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ. Nghe thế, vua Assyri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia và dặn rằng: các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia vua Giu-đa rằng: đừng để Đức Chúa Trời là đấng mà ngươi tin cậy lừa dối ngươi rằng Jerusalem sẽ không rơi vào tay vua Assyri đâu. Này, hẳn ngươi có nghe những gì các vua Assyri đã làm cho tất cả các nước. Chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gosan, Haran, Reshep và người Eden ở tại Telasa, có giải cứu họ được chăng? Vua của Hamat, vua của Akbat, vua của các thần Sephatvaim, Hena và Iva ở đâu? Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền lên đền thờ Đức Giê-hô-va và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia cầu nguyện trước mặt Đức Giê-hô-va: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Ngài vẫn ngự trên các cherubim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe. Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem. Xin nghe những lời mà Sanchirip gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Lạy Đức Giê-hô-va, các vua Assyri thật đã tàn phá các nước và đất đai của họ, ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay Sanchirip, để tất cả các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ê-sai, con trai của Amos, sai người đến tâu với vua Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán: ta đã nghe lời cầu nguyện của con về việc Sanchirip vua Assyri. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về nó: trinh nữ Si-ôn khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi, con gái Jerusalem lắc đầu sau lưng ngươi. Ngươi phỉ báng và xúc phạm đến ai? Ngươi đã lên giọng và ngước mắt từ cao chống lại ai? Dám chống lại đấng thánh của Israel sao? Ngươi đã dùng sứ giả mà phỉ báng Chúa. Ngươi nói với vô số chiến xa: ta lên các đỉnh núi cao, đến đỉnh cao chót vót của Li Văn. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và những cây tùng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến chỗ xa hơn hết trong rừng cây rậm rạp. Ta đã đào giếng và uống nước nơi đất lạ. Ta là làm cạn khô mọi sông suối Ai Cập với đôi bàn chân của ta. Có phải ngươi không hề nghe rằng ta đã định việc này từ lâu? Những gì ta đã hoạch định từ xa xưa, nay ta khiến nó xảy ra, để ngươi biến các thành kiên cố ra những đống đổ nát hoang tàn. Cư dân các thành ấy phải bó tay, khiếp sợ và hổ thẹn. Họ như cây cỏ ngoài đồng, giống như đám cỏ xanh, như cỏ non mọc trên mái nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi vươn lên. Nhưng ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng, khi ngươi ra, lúc ngươi vào, ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại ta. Vì ngươi điên cuồng chống lại ta, và là ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai ta,
nên ta móc khoen vào mũi ngươi, ta hàm thiết vào miệng ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải trở về theo con đường mà ngươi đã đến. Hỡi Ê-xê-chia, đây là dấu hiệu cho con. Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc, năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi. Nhưng đến năm thứ ba hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên. Vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Jerusalem và nhóm người trốn thoát ra từ núi Sion, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyri như sau: nó sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành này được đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì ta và vì David đầy tớ ta, chính ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này. Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va ra đánh giết 185.000 người trong trại quân Assyri. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. Sanchirip, vua Assyri rút quân trở về và ở tại Ninive. Một hôm, vua Sanchirip đang cúi lại thần của mình trong đền thờ Nitroc, thì các con trai của vua là Atramelet và Seretse dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ Ararat. Con vua là Esak Hadon lên kế vị.